Vâng ạ, đó là tại Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày hôm nay thì các cao ốc lại chìm trong lớp sương mù trắng đục, khó có thể nhìn thấy từ khoảng cách là 500 mét. Người đi đường thì bị hạn chế tầm nhìn, nhất là tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy thuộc quận 2 và nơi được xác định ô nhiễm không khí nhất tại Sài Gòn. Và được biết tình trạng này đã kéo dài từ nhiều ngày nay, bắt đầu từ ngày 14 tháng 11. Theo đó, mù xuất hiện từ sáng đến trưa liên tục trong nhiều ngày. Kết quả quan trắc ở 30 vị trí ghi nhận chỉ số bụi do ô nhiễm đều vượt mức cho phép. Ứng dụng AirVisual vào lúc 10 giờ 30 phút hiển thị màu đỏ tất cả vị trí tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là không khí ô nhiễm ở mức có hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ bắt đầu vào mùa khô hanh, thỉnh thoảng thì có mưa trên diện hẹp nên độ ẩm trong không khí không cao. Vì vậy, hiện tượng mù xảy ra những ngày vừa qua chủ yếu là mù khô do không khí bị ô nhiễm. Tình trạng này xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Những nơi có điều kiện thuận lợi như nhiều ao hồ, mặt nước kênh rạch, tình trạng mù nặng hơn do có nhiều độ ẩm. Chẳng hạn như là tại tòa nhà Landmark 81 thường xuyên bị mù che khuất vì rất gần sông Sài Gòn.